Chào mừng quý vị, anh chị, bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nam TV. Ở trên mạng hiện tại thì đang có một cuộc khẩu chiến giữa hai kênh YouTube. Đó là một cái sự kiện về cái mít đỏ. Vâng, chào mừng các bạn. Nếu lần đầu tiên các bạn lần đầu tiên xem kênh thì đừng quên bấm nút đỏ để đăng ký kênh ủng hộ Nam TV. Và hôm nay thì Nam sẽ nói chuyện với anh chị các bạn một chút về những cái mà thông tin ở trên hai cái kênh, đó là kênh Đi rừng làm rẫy và một kênh nhà vườn giống cây độc lạ Việt Nam về mít đỏ. Trồng giống mít đỏ, da đỏ gì đó. Dạ, vâng, có rất nhiều đơn vị lấy cái hình ảnh của anh để quảng cáo bán cái cây mít đỏ. Ủa mà lý do tại sao mà ông không ngăn cái chuyện đó mà ông quay lên, mà tại sao ông để cho người ta lấy cái hình ảnh của tôi để ông đi làm vậy? Tôi nói giờ mạng xã hội bây giờ mình nói họ rồi họ cứ im. Cái quả mít mà em đang bổ đây là đúng cái loại mít mà cái clip kia, cái kênh YouTube kia đã review, mà nó ảnh hưởng rất lớn đến bà con. Đấy, đây, bà con thấy đỏ không? Đấy, chúng ta chỉ cần chọn một cây mít ruột đỏ và chúng ta sơn lên thì nó sẽ thành vỏ đỏ ruột đỏ nha mọi người. Bà con thấy không? Một số bạn hỏi em là tại sao ở trong nó cũng đỏ, chả lẽ người ta sơn vào? Không các bạn, mít ruột đỏ là có thật nha mọi người. Và nó có đến 3 đến 4 loại lận: ruột đỏ sơ vàng, ruột đỏ sơ trắng, ruột đỏ sơ đỏ. Đấy. Rồi có loại của Indo, của Thái, của Việt Nam. Mít ruột đỏ là có thật, nhưng mà ruột đỏ nó chỉ là da xanh và da vàng thôi. Còn cái vỏ đỏ này thực tế trên thị trường là không có nha. Đấy. Vậy thì sự thật của mít da đỏ là như thế nào? Thì hiện tại như quý vị, anh chị và các bạn đang thấy mùa này, đó là mùa trồng cây của bà con Tây Nguyên, và đặc biệt là cái việc mua giống của bà con Tây Nguyên rất là nhiều, tức là cái xu hướng mua giống cây rất là nhiều luôn. Có rất nhiều đơn vị lấy cái hình ảnh của anh để quảng cáo bán cái cây mít đỏ. Rồi thì cách đây để mình xem cái video này thì đăng vào ngày 11 tháng 6 năm 2020 về một cái video clip, đó là kỳ lạ cây mít da đỏ ruột đỏ nhất tại Việt Nam. Và cái video này đến thời điểm hiện tại đã có 4.811.215 lượt xem. Và sau đó thì có một cái video thứ hai, đó là cái video video thứ hai là sốc nguồn gốc thật của mít da đỏ. Và đang gây bão YouTube, ai đã chặt cây mít của tôi. Và ở trên cái kênh mà nhà vườn giống độc lạ Akifem thì có một cái video clip là hậu quả của việc câu view mít ra đó, ruột đó thế nào và ai đã chặt mít của tôi, thì cũng là hai cái cuộc khẩu chiến của hai kênh YouTube này. Vậy thì kênh Nam TV hôm nay thì không có ý định là đánh giá một ai hết, và với cái nhìn độc lập với những người làm YouTube, và đặc biệt thì kênh của Nam TV thì cũng có một cái góc nhìn riêng, đó là cũng mang muốn chia sẻ đến quý vị bà con một cái thông tin, đó là với cái góc nhìn riêng để đánh giá về cái việc câu view hay không câu view, và cái việc mà làm YouTube như cái kênh Đi rừng làm rẫy nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy như thế nào thông qua những cái video clip này. Nam thì chỉ như một người trung gian. Cái video clip mà mít da đỏ của các anh ở Đi rừng làm rẫy thì phải nói là các anh này thì cái khả năng diễn xuất cực kỳ là đạt. Nhưng ở đây Nam muốn nói rằng cái việc mà làm cái video clip này thì nó có ảnh hưởng đến đặc biệt là người dân, như cái kênh YouTube mà nhà vườn giống cây độc lạ như chị và các bạn xem được thì họ có một cái nhìn nhận khác. Nhưng với mình thì mình có cái cách nhìn đánh giá riêng. Thứ nhất, với cái video mà của Đi rừng làm rẫy thì mình có xem, thì như các bạn, anh chị các bạn xem, thì khi mà xem á thì mình thấy cái video clip mà Đi rừng làm rẫy cái đoạn đầu á, cái đoạn mà làm
cái đoạn mà đi gọi là đi review cái vườn mít ạ, thì mình thấy nhìn cái cách mà các anh này làm clip thì rất là chuyên nghiệp, vì mình đây là một cái kênh lớn mà, thì các bạn có thể thấy được đó, hai anh này thì nhìn cái cách là mình vào xong tiếp vào bên trong á, thì mình nhìn cái cách của các anh này diễn đạt thì mình thấy là có vẻ như các anh diễn rất là sâu, bởi vì họ làm một cách chuyên nghiệp mà kênh lớn. Nhưng cái ở đây á là họ đã dùng một cái nó độc lạ, có nghĩa là mít màu đỏ. Và cái đáng chú ý ở đây thì sau khi mà cái video clip được đăng lên á, thì rất nhiều cái lời những cái bình luận vào xem mít đỏ, và đặc biệt khi nó đã được đi quá xa, và cái video này thì được tức là những cái hình ảnh mà mít da đỏ các bạn, thì được sử dụng để bán hàng, tức là một số những cái hình ảnh ở trên không như ở trên Facebook và một số những cái trang bán hàng đại loại như vậy, thì đã sử dụng cái hình ảnh này để bán hàng, tức là về hướng mít đỏ. Tại vì lúc đầu em qua em chỉ thấy cái mít đỏ thì em xin review giống mít thôi, chứ em có đâu có ngờ là mọi chuyện giờ nó xảy ra phức tạp như vậy đâu. Mà cái chỗ mà bán mít cây giống lấy hình ảnh của anh, em lại tưởng anh cho phép người ta lấy hình ảnh của anh để em bán giống mít đỏ. Mà không biết, em biết em hỏi anh là cái giống mít đỏ mà người ta bán, lấy hình ảnh nó bán là người ta có thật không? Hay là người ta có nói chuyện với anh không? Không bao giờ tôi chẳng nhận được một cái đơn vị nào mà gọi điện cho tôi hay là xin hình ảnh, mà tôi làm gì có hình ảnh gì mà xin ông giữ hết tất cả cái bữa đó review là ông giữ hết, chứ tôi có biết gì đâu mà xin tôi hoặc điện tôi để mà review hoặc là bán giống cây mít này nọ. Bây giờ biết bao nhiêu người cứ lấy tên anh là cứ bán giống mít đỏ mà không biết bây giờ là đó phải là mít đỏ hay không. Bây giờ cứ bán một giá rất cao, khi mà người ta mua về lại là mít thường, không khác gì anh bị mang tiếng lừa đảo. Nói chung ai lợi dụng tôi rất cần biết chuyện đó. Thực sự ai lợi dụng tôi thì cái chuyện đó người đó chịu. Buôn bán gì đó người đó chịu. Chứ tôi đâu có đứng ra tôi buôn bán, mà tôi sợ cái chuyện mà gọi là tôi cũng là người quay. Thì ngay tức khắc một cái kênh YouTube về nhà vườn giống cây độc lạ Akifem, họ đã có những cái view clip. Cái việc tạo ra những quả mít vỏ đỏ là không có các bạn nhá. Nhưng thực chất mít thì cái múi của nó là có hơi có màu đỏ, như các bạn xem thấy những video là cái đó, chuyện nó là có thật. Nhưng mít mà gai đỏ hoàn toàn thì một anh ở cái kênh YouTube mà của giống cây độc lạ thì anh nó không có. Còn nói về quay trở lại cái việc mà làm video clip ở cái kênh đi rừng làm rẫy của các anh này thì mình thấy là thế này. Cái việc mà nhưng thực chất mít thì cái múi của nó là có hơi có màu đỏ, như các bạn xem thấy những video là cái đó, chuyện nó là có thật. Nhưng mít mà gai đỏ hoàn toàn thì một anh ở cái kênh YouTube mà của giống cây độc lạ thì anh nó không có. Còn nói về quay trở lại cái việc mà làm video clip ở cái kênh đi rừng làm rẫy của các anh này thì mình thấy là thế này. Cái việc mà khi mà các anh làm cái clip á về giống mít á thì mình thấy là với con mắt của mình nhá, cũng là người quay đi video, và mình thấy là cái quả mít mà khi mà quay video á, cái lúc mà quay với quả mít đấy các bạn, thì mình thấy cái trên cái camera là nó ánh lên một cái ánh kiểu như là nó phản quang của sơn các bạn nha. Thì có nghĩa là nếu như mà cái quả mít mà đỏ thật, hoặc là cái gai mít, đặc biệt là khi cái gai mà các bạn chiếu ánh sáng vào thì nó không có cái sự phản quang, tức là cái bóng bóng đó, thì có nghĩa là cái màu tự nhiên. Nhưng đây là cái màu mà mình cho rằng đó là dùng một cái lớp phủ, có nghĩa là có thể là sơn. Và đây là cái cách nhìn riêng của mình, và mình cũng là người quay phim, và mình cũng tức là mình nhìn bằng hai góc. Một là cái việc mà các anh này qua quá trình mà mình nhìn thấy cái video, cái cách làm video clip và những cách diễn của các YouTuber này, các diễn viên này trong cái video clip này diễn bơ, thì mình nghĩ rằng các anh này kiểu như là với vào đầu thì nghe cái nhạc là mình thấy có cảm giác như là kiểu là chôn thôi, có nghĩa là một cái gì đấy nó hơi hài hài, nó vui thôi. Nhưng mình nghĩ là khi mà làm video clip này thì nó được đẩy đi quá xa, là cái việc mà họ đưa những cái hình ảnh của người ta đi bán mít, và tiếp đó thì một cái video clip thứ hai đó là sốc nguồn gốc thật của mít da đỏ và đang gây sốt cái báo trên mạng, và ai đã chặt mít của tôi, thì các anh này có nói là cái mít này bị chặt,
Và có nói một cái câu rằng là cái chuyện ai buôn bán cái việc người ta còn cái hình ảnh của mình đưa lên là chỉ là đưa lên thôi. Tuy nhiên thì đây không phải là cái chuyện mà đưa lên, tuy nhiên là nó có một cái mà nó gây hiệu ứng khi mà những người mà bà con người ta trồng giống, anh chị các bạn, thì người ta sẽ rất quan tâm những cái giống độc lạ để nó mang lại nguồn thu nhập cao mà. Thì ý là cái kênh mà của cái kênh vườn giống độc lạ thì họ muốn phản ánh rằng cái việc mà làm cái video clip là chỉ mục đích câu view thôi, chứ còn thật ra không có quả mít thật màu đỏ vỏ đỏ, mà những cái quả mít này là chỉ có xịt sơn này thôi, xịt sơn để nhằm mục đích câu view thôi. Và một cái mà nó mang lại một cái hiệu ứng nó không được tốt, đó là làm cho bà con hiểu nhầm những cái mít vỏ đỏ thật, và những cái người mà bán giống thì họ sẽ đẩy giá lên. Chứ thực chất thì cái anh giống độc lạ này anh nó công nhận rằng là có những cái mít đỏ thật, đỏ mà là cái chuột đỏ thôi các bạn nha, cái chuột đỏ thôi, chứ còn thật ra mà vỏ đỏ thì là không bao giờ có. Đây cái sở hữu cái mục đích nếu như mà mình nghĩ thì nếu như mà có mà cái giống với cái nhân mình nhìn á, thì nếu như mà có cái giống mà giống mít đỏ thật mà ruột đỏ thật vỏ đỏ thật, thì mình nghĩ sau khi mà cái video clip đăng ngày tháng 6, cái video clip mà hiện tại thì có 4 triệu view đấy, tức là cái video mà giống mít đỏ đấy. Tức là kỳ lạ cái mít đỏ đấy, thì có thể là các anh sẽ đăng hàng loạt những cái video clip về mít đỏ. Tuy nhiên thì lại có một cái video clip là nói là ai chặt cái mít của tôi rồi. Đó. Thì các bạn có thể thấy được xem cái video clip về cái mít độc lạ nhất Việt Nam ạ. Thì cái nhìn cái cách mình thì với những người làm YouTube thì mình nhìn cái cách mà của các cái YouTuber này diễn là mình đã thấy nó có gì nó hài hài rồi các bạn. Đấy. Và những cái cách quay cận đó là mình đấy nhìn thấy rất là bong bóng. Mình nhìn thấy qua những video clip thì mình thấy là cái quả mít là rất là bong bóng. Nhìn cái cách như họ là bị sơn tẩm các bạn. Và những cái cú lia máy thì nó hơi nhanh một chút, chứ không có nó thật ra nó những cái rất đấy rất là bóng bóng ánh ánh. Và những cái cú lia máy là rất là nhanh, chứ không phải quay cận theo cái kiểu mà kiểu chi tiết như cái kiểu review của sản phẩm. Thì đấy là cái cách làm cái cách mà nhìn nhận của mình qua cái YouTube để mình đánh giá được là có thật hay không. Và mình thì mình vẫn tin hơn là vẫn tin anh mà giống cây độc lạ. Anh đó có những cái nhận xét về cái việc mà cái hiệu ứng như vậy thì làm cho bà con hiểu nhầm. Tất nhiên là cái chuyện là họ kinh doanh buôn bán cái giống độc lạ, nhưng mình thì mình cũng với một cái cách nhìn khác nhau bằng giác quan và cái cảm nhận, thì mình muốn cũng góp phần là đưa cái thông tin để tránh cho bà con hiểu nhầm và chúng ta khỏi phải mất tiền mua và nó bị cái giá nó quá đắt. Bởi vì bây giờ thì đang là mùa trồng cây giống mà xuống giống với mùa mưa ở Tây Nguyên đó các anh chị. Và đặc biệt thì cũng rất là tội nhiều bà con thì họ rất là thật thôi, tin họ thấy là một cái thông tin trên mạng như vậy thì họ tin vào có đấy là sự thật. Vì một số mà những cái chỗ mà người ta bán hàng thì người ta lợi dụng cái hình ảnh của cái kênh mà đi rừng làm giấy họ bán hàng, cái mục đích là như vậy. Thì chính vì vậy mà sau đó thì cái video thứ hai đó là ai chặt mấy cái mít của tôi á, thì họ đã làm và có vẻ như là họ cũng nói rằng là cái mít đó đã không còn nữa. Đó thì thực tự của những cái mít đó ra đó là như vậy. Và mình thì mình vẫn khẳng định rằng đó là cái video clip mà kênh đi rừng làm giấy là một cái clip chôn, có nghĩa là cái ruột thì nó màu đỏ hơi vàng vàng và thiên về đỏ đỏ một chút, chứ còn đỏ cả vỏ thì chắc mình nghĩ là không bao giờ có các bạn. Mình nghĩ là không bao giờ có cái chuyện đó. Và những cái cách diễn của cái kênh thì mình cảm nhận được đó là một cái clip vui thôi, nhưng mà không ngờ là cái hiệu ứng nó đi xa là như vậy, tức là làm cho bà con hiểu nhầm cái việc cây giống và cái người của họ bán hàng. Tất nhiên cái kênh này họ không bán giống, hay đi rừng làm giấy họ không bán giống, nhưng mà họ có cây mít thật và cái người họ bán giống thì họ đã lợi dụng cái hình ảnh và làm cho nó bà con hiểu sai lệch đi một chút thôi. Thật ra thì mình muốn góp phần với cái cách nhìn nhận của mình để mình cũng góp cái tiếng nói cho quý vị bà con đang có dự định mua mít để trồng giống. Bởi vì hiện tại bây giờ những cái cây giống mít ở mùa mưa thì những cái giống quý giống tốt thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì
mình ở đây mình không có thiên về cái kênh nào hết, không thiên về cái kênh YouTube nào hết, nhưng cái cách nhìn nhận của mình là như vậy. Nhưng mình nghĩ là khi mà quý vị anh chị bà con, những người làm YouTube mà chúng ta tham gia cộng đồng mà đưa một thông tin gì, thì đặc biệt là chúng ta cũng nên là cố gắng chắt lọc, và đặc biệt thì cũng cố gắng là đừng có tránh hiểu nhầm. Bởi vì một cái chôn, tức là một cái có thể là chúng ta đưa một cái, thật ra thì mít là mít thật, nhưng mà chỉ một chút thôi, chúng ta làm cho cái hình cái nó sai chút, tức là bà con hiểu nhầm một chút chút xíu thôi, thì nó làm cho có thể là cái hậu quả của cái việc mà họ mua cái giống nó đắt lên, đúng không hai chị các bạn ha, nó đắt rất đắt lên, và tức là bị lợi dụng bằng những cái hình ảnh thì nó rất là không được hay lắm. Thì cái video này mình muốn góp một phần tiếng nói bằng cái cảm giác, bằng tức là bằng cái giác quan và bằng những cái cảm nhận của mình. Mình muốn nói rằng cái việc mà làm cái video clip về mít đỏ là nó thật ra thì rất là vui, chắc là chất lượng anh này diễn rất tốt, nhưng mà đây là chỉ có mang cái kiểu như là trơn thôi. Ví dụ người ta xì trơn kiểu như cái kênh cây giống độc lạ họ họ làm đấy, thì đây là một cái hình thức như vậy. Bởi vì qua những cái cách mà quay phim thôi các bạn, thì mình cảm nhận là và có nhiều những cái đặc điểm khác, các bạn có thể xem hai cái video các bạn sẽ so sánh được. Nhưng mình có một cái lời khuyên rằng là quý vị bà con chúng ta cũng không nên quá vội vàng quá vã để tin vào những cái màu và vào cái quả mít đây. Thực ra thì mít và mít đỏ thì là có, nhưng mà để mà vỏ đỏ xịn thì của mình tìm hiểu rất nhiều thông tin thì không có bao giờ mà có cái cây mít mà có vỏ đỏ như vậy. Thì mình muốn góp phần một tiếng nói cùng với quý vị anh chị các bạn một cái thông tin để bà con chúng ta đừng có quá tin, và nhiều đôi khi cũng không quá tin hình ảnh. Và đặc biệt những người làm YouTube, những người mà tham gia cộng đồng YouTube cũng là làm những cái video giải trí, những cái video mà góp phần mang lại giá trị cho cộng đồng, thì chúng ta cũng phải nên nghĩ đến cái việc này. Đấy, thì video này mình muốn tham gia và góp một tiếng nói với quý vị anh chị bà con và các bạn, và những cái người mà đã xem được cái video clip về mít đỏ, thì chúng ta có cái cách nhìn là nó tích cực hơn một chút. Và đặc biệt thì mình cũng muốn khuyên với những anh chị các bạn nào làm YouTube thì chúng ta cũng nên cố gắng ha. Mình thì cũng làm YouTube mà, nhưng mà chúng ta nên có một cái thông tin hoặc có những cái mà nguồn thông tin nó chính thống một chút và không mang đến cái sự hiểu nhầm. Và đặc biệt với bà con mà làm nông dân đó, thì bà con rất là tin và rất là tin tưởng vào những cái hình ảnh thôi. Chúng ta nên cố gắng ha, cố gắng đưa những cái hình ảnh mà nó thật là có giá trị, chứ mình thấy như vậy thì nó cũng hơi tội cho bà con ha. Thì video của mình xin kết thúc ở đây. Nếu quý vị anh chị bà con và các bạn có cái ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới. Và mình thì mình không có quảng cáo hay là không có phải thiên và không có phải bốc phốt cái gì hết, nhưng đó là với cách nhìn của mình, và mình cũng bằng cái cảm giác nha, bằng cái cảm quan và bằng cái quá trình làm, cái kinh nghiệm mà quay phim này khác, thì mình thấy được cái việc như vậy. Thì mình xin dừng cái video đây và xin hẹn lại quý vị anh chị các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.